Thưa quý vị, với quyết tâm giao đủ chỉ tiêu, chất lượng nâng lên, quận Bình Thủy đã và đang tập trung nhiều biện pháp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Là địa phương được chọn làm điểm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, nên quận Bình Thủy rất quan tâm đến chất lượng tuyển quân. Chất lượng năm nay thì so với hàng năm thì nó có cái tốt hơn. Số lượng thanh niên đạt sức khỏe loại 1 thì cao so với các năm trước. Đối với thanh niên mà có trình độ là cao đẳng rồi đại học thì cao. Đến thời điểm này chúng tôi là đạt 31,17%. Về phát triển đảng trong lực lượng này thì hiện nay giữa công an và quân sự thì chúng tôi đã phát triển đảng được 15 trường hợp. Trong đó là quân sự là 8, công an là 7. Năm nay, quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau khi phát lệnh, các địa phương tiếp tục quản lý theo sát thanh niên trúng tuyển để thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các quy định của pháp luật nhằm tránh vi phạm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự em rất vui. Khi nhập ngũ em sẽ rèn luyện thật tốt, học tập thật tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi đón Tết cổ truyền xong, thì là tất cả các thanh niên sẽ là ở tại nhà để mà chuẩn bị các cái bước để lên đường nhập ngũ. Thì là hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng đã phân công là 5 đoàn là thường xuyên là nắm tình hình quản quân đối với các thanh niên là trong cái đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023 tới đây. Song song đó, chính sách hậu phương quân đội cũng được quận và các phường quan tâm thực hiện, như tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, xây dựng sửa chữa nhà cho gia đình quân nhân và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, đi làm giúp cha, đi làm mướn và rất phấn khởi và vui mừng khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vì được góp sức bảo vệ cho Tổ quốc. Khi con em trúng tuyển nghĩa vụ, tôi cũng động viên con tôi lên đường làm tròn trách nhiệm bổn phận, vô học hỏi và các anh chị đi trước. Hội đồng nghĩa vụ quân sự của phường cũng thực hiện các bước như là ba gặp bốn biết đối với từng gia đình thanh niên để thăm hỏi động viên để các em yên tâm cũng như là phấn khởi khi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Và qua đó thì phường cũng đã có cái thực hiện cái chính sách hậu phương quân đội thăm hỏi tặng quà cho các em khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thì đối với địa phương Phượng Thới là quyết tâm là năm 2023 sẽ giao quân đạt về chất lượng và số lượng thanh niên. Bên cạnh cái là chuẩn bị về con người rồi về số lượng và chất lượng thì đối với hệ thống chính trị là quan tâm đến công tác tuyên truyền cái lực nghĩa vụ quân sự đối với lại toàn dân, đặc biệt đối với lại những thanh niên và gia đình chuẩn bị lên đường nhập ngũ của năm 2023 để hiểu và chấp hành nghiêm cái luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó thì chúng tôi là chỉ đạo là kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp là chống và trốn cái khám nghĩa vụ quân sự và trốn và chống cái nhận lệnh lên đường nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giao quân ở quận Bình Thủy cơ bản hoàn thành. Các địa phương và các ban ngành đoàn thể cũng tích cực vận động thanh niên đảm bảo sức khỏe trước khi nhập ngũ. Bản thân các thanh niên cũng đang rất phấn khởi chờ đến ngày nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.